Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Và ngay sau đây là những nội dung chính được chúng tôi mới cập nhật ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Công ty Việt Á nhập khẩu kit xét nghiệm từ Trung Quốc chỉ 21.500 đồng trên bộ. Làm sao để tất cả mọi người đều có Tết? Hà Nội ghi nhận nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng. Bà Rịa Vũng Tàu lập trạm y tế lưu động ở nơi dịch phức tạp. Hậu Giang hạ màu cấp độ dịch. Đà Nẵng ghi nhận thêm 984 ca COVID-19, có 677 ca cộng đồng. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Công ty Việt Á nhập khẩu kit xét nghiệm từ Trung Quốc chỉ 21.500 đồng trên bộ. Thưa quý vị, Tổng cục Hải quan cho biết thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin về cung cấp kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Liên quan đến hoạt động nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Tổng cục Hải quan thông tin một số nội dung liên quan đến vụ việc. Cụ thể, Phan Quốc Việt là giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, mã số thuế 0304851147, có 5 chi nhánh và đứng tên giám đốc trên 11 công ty. Chỉ có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu kinh doanh mặt hàng máy móc, thiết bị dụng cụ y tế, nhập khẩu chất thử thí nghiệm dùng trong thủy sản, mồi phản ứng PCR, phụ dùng trong phòng thí nghiệm. Các mặt hàng nhập khẩu chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á trong 5 năm từ 2017 đến 2021 gồm: thứ nhất, bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021. Mặt hàng thành phẩm là que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2, chủng loại Novel Coronavirus 2019 nCoV antigen test mới 100% được nhập khẩu từ Trung Quốc là 3 triệu kit test, giá khai báo 0,955 USD trên test, khoảng 21,56 nghìn đồng trên test, với tổng trị giá là 64,68 tỷ đồng. Thứ hai, nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm trong 5 năm 2017-2021. Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á có tổng kim ngạch nhập khẩu trong 5 năm từ 2017 đến 2021 là 286 tỷ đồng. Trong đó, que test nhanh thành phẩm, hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 162 tỷ đồng, gồm 64,68 tỷ đồng que thử thành phẩm, 74 tỷ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm và 23 tỷ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm và 123 tỷ đồng máy móc, thiết bị các loại phục vụ xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, điều tra 7 công ty có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, bao gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật Technimec, Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học Biomedic, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Sinh học Ứng dụng Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa học Lan Anh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Việt Hoàng Long, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Khoa học Sinh hóa Vina, Công ty Cổ phần Công nghệ TBR. Làm sao để tất cả mọi người đều có Tết? Thưa quý vị, dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, có tiền bạc, có sức khỏe, có cả giọng nói của những người thân thương. Chúng ta đã mất rất nhiều, song thứ duy nhất mà chúng ta giữ lại và phát triển đó chính là sự quan tâm, chăm sóc của hai tiếng đồng bào. Nhiều chút ấm lòng để dìu dắt nhau qua những ngày giông bão. Đối với một số người, dịch bệnh chỉ là ai ở đâu ở yên đó. Nhưng với một số khác, đó lại là những áp lực và gánh nặng đau đớn trên vai. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của người lao động trẻ vì mất người thân trong đại dịch. Tết với họ là sự thiếu hơi ấm gia đình, là sự thiếu tiền. Tôi chợt thấy đồng cảm và thương. Trong bài hát Mang tiền về cho mẹ của Đen Vâu, được phát đầy những hàng quán siêu thị thì có những người lại chua xót mỗi khi nghĩ về mình. Nhưng nào chỉ có người nghèo khó khăn, sâu thẳm hơn có lẽ là ở các cấp lãnh đạo mà có khi vì trách nhiệm, họ chưa một lời kêu ca kể ra. Đặt vào vị trí họ rồi nghĩ, dịch bệnh có đáng sợ không? Đáng sợ lắm chứ,
nhưng điều khiến họ lo sợ hơn cả chính là niềm tin nơi nhân dân. Người dân sẽ nghĩ như thế nào khi một chính sách được đưa ra? Họ sẽ lo lắng, sẽ thấu hiểu và cảm thông để rồi chấp hành hay phản đối một cách kịch liệt. Không ai biết trước được điều gì cả, họ chỉ có thể làm hết sức mình. Điển hình nữa chính là các bác sĩ và bộ đội nơi tiền tuyến phải đặt an toàn của bản thân ra sau người khác, đối mặt với nguy hiểm để đổi lấy an toàn cho nhân dân. Dân hiểu thì tốt, nhưng nếu dân không hiểu thì lại là một bài toán khó vì họ chẳng thể bỏ, không lo. Không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó là câu khẩu hiệu được nhà nước nêu lên trong những ngày đầu của mặt trận chống dịch. Thật vậy, chúng ta đã làm mọi cách để giúp đỡ những người ở tuyến đầu, làm mọi cách để được đón đồng bào về nước, làm mọi cách để người dân ở những vùng cách ly vẫn có đầy đủ thực phẩm và rau xanh. Có lẽ tôi vẫn không quên được tiếng gọi thân thương của những người dân quân. Bà con ơi, mời ra nhận rau. Khi đó, mỗi người đều có một nụ cười hiện hữu. Dường như lúc ấy, COVID không còn là một điều gì đó quá đáng sợ vì chúng ta đều biết chính quyền vẫn luôn dõi theo. Mặt khác, giờ đây nỗi lo cơm áo gạo tiền của người dân lại càng thiết yếu bởi lẽ Tết đã cận kề. Với tình hình dịch bệnh hiện tại thì nỗi lo ấy lại đặc biệt nặng nề. Có người không dám ăn, chẳng dám mặc vì muốn dành dụm tiền vé xe về nhà. Có người lam lũ, cày cuốc vì muốn con cái một bữa no. Lại có người lựa chọn ở lại do ngại chẳng thể giúp được gì cho gia đình. Một cái Tết đầy lo toan. Và bài toán được đặt ra rằng làm thế nào để mọi người đều có Tết. Trong chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời số đầu tiên năm 2022 với chủ đề Tết Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã trả lời những thắc mắc của cử tri. 200.000 xuất quà trị giá 200 tỷ đồng, song song chuẩn bị hỗ trợ trên 40.000 phần quà trị giá hơn 46 tỷ đồng. Như vậy, so với năm ngoái, số tiền chăm lo cho người dân tăng hơn 21 tỷ đồng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, nổi bật nhất là con số 400 tỷ đồng với 40.000 phần quà và hàng loạt chính sách an sinh chăm lo hơn 2.000 trẻ mồ côi, hơn 800 người già neo đơn trên địa bàn. Tết không đồng. Sau đó, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn cho biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi 901 tỷ đồng để tặng quà Tết cho người dân, cán bộ lão thành, y bác sĩ, tăng 108 tỷ đồng so với năm 2021. Thiết nghĩ an sinh năm nào cũng có, nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, 400 tỷ là một con số không nhỏ mà qua đó chúng ta có thể thấy được sự quan tâm và đồng hành của các cấp lãnh đạo với tinh thần đùm bọc lẫn nhau. Tết cho dân nghèo, Tết cho người lao động xa quê, Tết cho sinh viên, Tết cho nhóm người yếu thế, Tết cho những cá nhân hết mình cống hiến và Tết cho tất cả đồng bào. Từng chút, từng khía cạnh đều được chính quyền cân nhắc và hỗ trợ. Có thể không phải là tốt nhất, nhưng đó là sự cố gắng nhiều nhất có thể. Bởi vì dân tộc Việt Nam ta luôn luôn như thế, ấm tình đồng bào. Bà Rịa Vũng Tàu lập trạm y tế lưu động ở nơi dịch phức tạp. Hậu Giang hạ màu cấp độ dịch. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 21 tháng 1 đến 18 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, tỉnh này ghi nhận 105 ca mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó, thành phố Vũng Tàu 37 ca, gồm 4 ca trong khu cách ly tập trung, 6 ca đang cách ly tại nhà, 6 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 8 ca, trong đó có 3 ca đang cách ly tại nhà, 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ 17 ca đang cách ly tại nhà. Huyện Châu Đức ghi nhận 4 ca ngoài cộng đồng. Huyện Đất Đỏ 13 ca, trong đó 7 ca đang cách ly tại nhà, 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 7 ca, gồm 1 ca đang cách ly tại nhà, 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 19 ca, trong đó 15 ca đang cách ly tại nhà, 4 ca ngoài cộng đồng.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản đang được kiểm soát, số ca bệnh mới ghi nhận trong ngày có xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện chế độ trực chiến, sẵn sàng cho mọi tình huống, triển khai nhất quán quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine nhanh chóng, an toàn, đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, có phương án an toàn, hiệu quả, mở cửa trường học trở lại, tăng cường tự chủ trước Tết về thuốc, vaccine, các loại vật tư thiết yếu. Có phương án sẵn sàng tổ chức các trạm y tế lưu động tại các địa bàn diễn biến phức tạp, tổ chức tốt việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe và điều trị F0, bảo đảm cho người mắc COVID-19 đều được quản lý, theo dõi, hỗ trợ, chăm sóc y tế phù hợp. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Bình Thuận vào ngày 22 tháng 1 là 3 huyện ở cấp độ 2, gồm Hàm Thuận Bắc, Tánh Ninh và Phú Quý, 7 huyện, thị, thành phố còn lại dịch ở cấp độ 1 vùng xanh. Căn cứ cấp độ dịch được công bố, tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai các biện pháp hành chính, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Ngày 22 tháng 1, Sở Y tế Hậu Giang thông báo cập nhật công bố đánh giá cấp độ dịch đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, tính đến 12 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang đã chuyển từ cấp độ 3, nguy cơ cao vùng cam xuống cấp độ 2, nguy cơ trung bình vùng vàng. Cụ thể, có 7 trên 75 xã ở cấp độ 1, nguy cơ thấp vùng xanh, bao gồm xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, thị trấn 1000, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, phường Trà Lồng, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ. Như vậy, từ khi công bố cấp độ dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ đến nay, lần đầu tiên Hậu Giang có những địa phương vùng xanh. Số xã ở cấp độ 2 nhiều nhất với 46 trên 75 xã. Cấp độ 3 có 22 trên 75 xã, bao gồm thành phố Ngã Bảy có 5 trên 6 xã, trừ phường Hiệp Thành ở cấp độ 2, thị xã Long Mỹ có xã Long Bình, phường Vĩnh Tường, thành phố Vị Thanh có phường 5 và xã Hòa Lự, huyện Vị Thủy có thị trấn Nàng Mau, xã Vị Trung, xã Vị Thắng, huyện Châu Thành A có thị trấn Cái Tắc, thị trấn Rạch Gòi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành có xã Đông Phước, xã Đông Thạnh, huyện Phụng Hiệp có thị trấn Cây Dương, xã Phương Bình, xã Thạnh Hòa, xã Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ có thị trấn Vĩnh Viễn. Các xã được cập nhật đánh giá cấp độ dịch nào thì tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính tương ứng theo mức độ đó quy định tại quyết định số 1988 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và công văn số 58 ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tính đến nay, tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 25.078 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 19.521 ca, tử vong 201 ca. Tổng số cách ly tại nhà và nơi cư trú hiện còn 1.860 người. Số người được tự theo dõi sức khỏe hiện còn 2.820 người. Tổng số người được tiêm vaccine là 605.466 người, trong đó 583.734 người đã tiêm đủ 2 mũi, 21.732 người mới tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,82% trên tổng số dân số tỉnh Hậu Giang từ 12 tuổi trở lên. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai tiêm vaccine mũi 3 phòng COVID-19 được 235.839 liều. Hà Nội ghi nhận nhiều sản phụ F0 chưa tiêm vaccine chuyển nặng. Thưa quý vị, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở Cảm Hội hiện là đơn vị thu dung điều trị các sản phụ F0 trên địa bàn thủ đô. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang điều trị cho hơn 100 sản phụ F0. Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp và lây lan nhanh trong cộng đồng, số lượng thai phụ mắc COVID-19 nhập viện ngày càng tăng cao. Ngày 16 tháng 1, cơ sở này đã tăng số lượng giường lên 140 để đáp ứng kịp thời chăm sóc và điều trị các bệnh nhân F0. Chị H sinh năm 1984, địa chỉ tại Hoàng Mai, mắc COVID-19 khi đang mang thai.
trước đó chưa được tiêm vaccine COVID-19. Do có tình trạng suy hô hấp tiến triển, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chỉ định kết thúc thai kỳ ở tuần 30. Tuy nhiên, vài ngày sau ca mổ, tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân vẫn diễn tiến nặng lên. Kết quả chụp X-quang cho thấy phần phổi trái của bệnh nhân này trắng xóa. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ phụ sản F0 không tiêm vaccine mà cơ sở này tiếp nhận chiếm đến 70%. Đáng chú ý, phần lớn các phụ sản chuyển nặng phải kết thúc thai kỳ sớm là trường hợp chưa tiêm vaccine COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ liều. Bác sĩ Hà phân tích, có thể một phần nguyên nhân là do tâm lý còn hoang mang và chưa nhận thức đúng đắn về vaccine của các sản phụ và gia đình, nên số lượng sản phụ chưa tiếp cận vaccine COVID-19 tương đối nhiều. Đáng chú ý, trong những ngày qua, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị một số thai phụ mắc COVID-19 chuyển nặng do tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Một trường hợp là sản phụ con lần 2, thai 30 tuần 6 ngày, chưa tiêm vaccine COVID-19. Ngày 14 tháng 1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, sốt, tự test nhanh COVID-19 và tự theo dõi tại nhà. Ngày 20 tháng 1, bệnh nhân được chuyển vào khu điều trị thai phụ F0 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, lúc 21 giờ 30 phút trong tình trạng khó thở, tần số thở 37 lần trên phút, SpO2 88%. Nhịp tim nhanh 137 lần trên phút, huyết áp 110/60mg thủy ngân, sốt 39,2 độ, tim thai dao động 160-170 lần trên phút. Sản phụ được tiến hành cấp cứu thở oxy mặt nạ túi không hiệu quả, chuyển thở máy HFNC. Xét nghiệm cho thấy dấu hiệu tăng viêm, bão cytokine. Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp cấp thể nặng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đi đến quyết định chấm dứt thai kỳ. Mổ cấp cứu lấy ra một bé trai 1,6 kg. Sau mổ, sản phụ và trẻ sơ sinh tiếp tục được hồi sức, điều trị tích cực theo phác đồ. Những trường hợp như sản phụ trên đều tự test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên không nhập viện mà tự theo dõi tại nhà. Không hay biết bệnh đang chuyển biến xấu và chỉ nhập viện khi tình trạng đã nặng lên. Tại khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi điều trị cho các F0 nặng nhất, đa phần các bệnh nhân trẻ tuổi là các sản phụ chưa tiêm vaccine COVID-19. Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, đa phần các trường hợp sản phụ mắc COVID-19 mà khoa hồi sức tích cực tiếp nhận tiến triển nặng từ khoảng ngày thứ 7, đặc biệt các bệnh nhân diễn biến nặng nhanh. Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai mắc COVID-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai. Tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Theo thạc sĩ bác sĩ Vũ Văn Vinh, trưởng phòng quản lý chất lượng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, với các sản phụ có dấu hiệu chuyển nặng, nếu không kết thúc thai kỳ sớm thì bệnh sẽ diễn biến rất nhanh và thường dẫn tới tình trạng nặng và nguy kịch. Điều này đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và con. Trước thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể theo khuyến cáo của nhân viên y tế.